Chào các bạn yêu cây. Lâu lắm rồi hôm nay mình mới có thời gian để chia sẻ với các bạn về cây với cối. Thực ra thì thời gian này ai cũng bận các bạn. Mình cũng vậy mà các bạn cũng vậy. Hôm nay thì mình lên mình chia sẻ các bạn mình tạo tác cắt tỉa lại hai cây sung. Mình đã mang từ vườn mang về nhà. Đây là cây thứ nhất các bạn. Và kia là cây thứ hai. Bản chất của hai cây sung này là một cây các bạn. Nó thực sự là hai cây rễ. Mình cũng đã chia sẻ các bạn một vài lần rồi. Đây là cái miếng ghép thứ nhất. Trước nó bằng nhưng bây giờ nó lồi. Quá trình tạo tác nó lồi rồi. Và bên này là cây rễ thứ hai. Đây. Đây là cái miếng rễ, hai cái thân nó ghép vào với nhau. Và mình chẻ đôi nó ra. Sau đó qua quá trình tạo tác thì nó lồi lên, nó kín mít gần hết sẹo. Quá trình tạo tác của nó cũng rơi vào tầm khoảng 7-8 năm các bạn. Còn cái quá trình nó nằm ở bờ ao thì nó rơi vào tầm cỡ khoảng 2-30 năm. Cái quá trình tạo tác thì cái công rất là lớn. Mình có một cái người em họ rất yêu cây và họ cũng chăm sóc giúp đỡ mình rất là nhiều. Và khi mang về với gia đình thì cũng được khoảng tầm cỡ khoảng 3 tháng rồi các bạn ạ. Đấy. 3 tháng mà nó đã lên lùm xùm tốt đến mức độ như thế này. Đây, các bạn cũng đừng để ý đến cái vẻ xù xì lùm xùm này của nó các bạn. Một chút nữa thôi, khi mà mình cắt tỉa lại cành cũng như uốn lắn lại định hình lại cho cái cây hai cây sung này thì các bạn sẽ thấy đó là hai cây sung thực sự rất mẫu mực các bạn ạ. Mình cũng rất là yêu sung bởi vì sung nó là một cái loại cây cổ các bạn. Các cụ nhà ta ngày xưa cũng đã chơi rất là nhiều rồi. Lâu đời rồi, nó là một loại cây cổ. Trồng vừa có thể ăn được và vừa có thể làm cảnh các bạn. Sung thì nó gắn liền với hai cái chữ sung túc các bạn. Về phong thủy thì các bạn phải tìm hiểu thôi, bởi vì sung nó có cái giá trị phong thủy rất tốt trong gia đình. Thế mình cũng không lên dài dòng. Khi các bạn yêu cây thì các bạn sẽ hiểu, các bạn tìm hiểu được là cây sung nó có cái giá trị như thế nào. Và mình chơi thì mình cũng gặp rất nhiều sung rồi các bạn. Thế nhưng hai cây sung này thì mình cảm giác nó rất ưa nhìn. Đây các bạn, ngắm từ sảnh ra thì nó rất ưa nhìn. Nó tượng trưng cho hai con rồng các bạn. Đây cây bên này. Mình đặt ở cái trước cửa gia đình. Đấy, và nó tượng trưng cho hai con rồng ở hai bên. Trước thì mình cũng định để vào an đấy. Thế nhưng thực sự là nếu mà an để vào sân này thì nó quá chật các bạn. Cái an to quá mà để vào đây thì nó không hợp lý. Do vậy là mình đã xếp đá và cho nó vào hai cái bồn đá các bạn. Thế hôm nay thì mình chia sẻ các bạn. Mình tạo tác cắt giật cũng như là chăm sóc định hình lại hai cây sung này để chúng ta có một cái cuộc sống nó cũng thi vị hơn. Mỗi khi làm lũ vất vả ở ngoài xã hội thì về nó có cái cảnh quan trong gia đình để chúng ta cùng nhau chia sẻ, chúng ta cùng nhau có những cái niềm vui của cuộc sống. Bây giờ là phải trước tiên phải cắt hết những cành trong thân này các bạn. Những cành không dùng đến này. Vào việc đi em ơi. Đấy. Cắt bỏ hết cho anh những cành trong thân đi. Nó đỡ phải lui, nó
còn trọng tâm thôi. Chỉ nuôi những cái cành chính thôi. Nhưng không được cắt hết, cắt để cái răm này nó mố quả. Đấy. Chu cắt đi để cho anh quay. Anh quay là chia sẻ với anh em. Anh em nào thích xem thì xem, mà không thích xem thì bỏ qua. Đôi khi cứ quay cho anh em xem, nhiều ông quay vào ông cứ bình luận lung tung hết. À, cái này phải cắt anh này. À. Bây giờ cành đấy thì chú lấy cành nào? Ngọc. Lấy cành dưới này đưa ra để làm tay bông ra. Rồi, cành trên cắt đi. Cành trên cắt bỏ đi. Đây, cắt bỏ cành này. À. Có sự chọn lựa. Cứ vứt ra sân cho anh. Đầu tiên thì mới trồng thì mình cứ để cho nó tốt sum suê để cho nó phun rễ ra nó khỏe các bạn. Khi mà cây đã sống khỏe rồi, nhiều cành tay như thế này rồi thì sao lại cắt bỏ những cành đầu ấy đi? Đây, đưa ra là cho thành bông luôn. Thì là đủ độ rồi. Anh muốn cứ để cho nó to đã. To hơn một chút gì? Ừ. Cũng được, nhưng mà không sao đâu. Bởi vì là bây giờ cái này sung này nhanh lắm. Bởi vì mùa này nó phát triển mạnh lắm. Mọi bông tán bây giờ nó cắt đi để nó ra nhiều mầm hơn thì nó sẽ thành bông luôn. Rồi. Những cánh, những cái tay nào nhỏ nó vẫn phải để lại cho anh nhá. Rồi. Để cho nó lớn tay thì nó mới đẹp được. Cắt xong một cái là nhìn nó khác ngay mà. Vứt sang bên giờ sân để cho anh. Đâu? Cắt đây á? Tay phải từ đây ra. Tay nó phải trong này chứ. Này mình lúc đầu mình tận dụng thôi. Tận dụng này thôi. Nhưng mà cái chốt này sẽ đẹp hơn. Và đưa một cái tay từ bên này ra. Đây, mầm sẵn rồi. Đây bây giờ đưa ra đây, ngoặt ra. Chú bỏ cái tay đi sao? Cưa bỏ cái này. Bỏ nó xuống này đi. Okay. Cho nó bo tròn này. Cưa anh. Đây, cưa này. Đủ hết cưa các loại em ạ. Đây. Đúng rồi. Ăn vào quá nhé. Giật lại đến tầm bấy nhiêu. Đây, bắt đầu từ đây. Đấy. Xong rồi nó lôi sẹo ra. Rồi. Nhưng mà phải chín cái tay ở đây. Rồi nó sẽ, sau nó sẽ mọc ở đây mà. Để đưa ra đây để nó che bất thân một chút. Ừ. Ok. Thu là thu đều nhé. Ừ. Để cho nó đẩy đều. Đấy, các bạn thấy không? Nó lùm xùm như vậy mà khi mà xong này, nhìn nó đã khác hẳn. Tay bông ở đây. Phải nói anh chơi với em. Đây, để mô một cành ra như này. Rồi, chuẩn rồi. Đúng vị trí. Anh chơi với em bao lâu rồi chứ mà. Thực okay. Sự là em rất có con mắt mà cảm giác tất cả những cái cây về cây cối là cảm giác là hợp với anh đó. Hầu như tất cả những gì chú làm anh đều không bao giờ phải tính lại cái gì hết. Làm là như mình làm. Đấy, đến bên này. Cái thu vẫn phải để lại cho mẫu quả của nó. Để cây này sau này quả ra rất kinh khủng. Quả nhiều mà độ này nào hay là mình trồng sung dưới bóng những cái cây này, nó sung nó ưa nắng lắm. Có lẽ là mình trồng này thì nó vẫn bị hơi cảm giác hơi bị thiếu nắng, nhưng mà đây bên này thì mặt trời nó mặc vào này cho nên là chỉ có buổi chiều là sẽ bớt một chút nắng buổi chiều, còn sung mà không có nắng thì vứt hết. Cảnh nó teo hết. Anh xem cái tay đấy nào.
tay đấy đẹp rồi mà. Đây, đây, đây ra này, anh xem nào. Đây, đây là đây. Đây ra đây. Cảnh vẽ giả vậy, chỉ đè lên cái bông thứ nhất này. Đây, anh xem nào. Đây. Ừ. Đấy, để đấy, chú lấy thép chú uốn luôn cho anh. Định hình luôn rồi. Thế kéo ấm ấy. Ai à, cửa sắt. Cửa sắt lắm. Anh mua cửa đi, cửa Nhật đấy chứ. Đây thép đây chú. Ừ thôi được rồi, muốn sao? Chút một nhé. Chút một ạ. Cổ ngọn. Cái này cũng tay này cũng bỏ đóng nó không đúng vị trí. Nhằng gái Tết nhỉ. Nhanh thật. Cho nên là làm cây thì cảm giác nó lâu thế mà. Mỗi một năm nó nhanh. Qua để chọn mần. Thì đây là mặt chính này. Đây là mặt chính đây. Đấy, cắt đi cái nhìn. Nhìn cắt đi dáng dấp nó khác đi. Còn khi mới trồng thì anh cứ để cho nó tốt đây đã, để cho nó nuôi bộ đế chú ạ. Thích là... cho nó nuôi dễ. Đây, chú. Đang thích là thích cái cảnh dưới này hơn là cái đoạn vòng, một cái đoạn đường thô này. Bây giờ như này nhá. Đây, anh chủ ngắm đi. Các anh không thích nó vách lên như này đâu. Đúng không? Đây. Đấy, ông chủ vách lên nó xấu này. Ông chủ thì cái tay này rất ngang. Đấy. Là 1/2 nữa là để có độ để uốn này. Đấy. Tận dụng được cái chốt này. Là chút một. Đúng rồi. Đấy, xong khi đó ra vào tay hai mình trả lại vào đây. Ừ. Thì ông chủ xem sao. Đẩy đây, từ tỉa qua cho ông chủ ngắm nhé. Tỉa qua đây. Đấy. Tôi cắt đây cho anh. Đúng không? Trước là mình đã cắt nó dài ra để mình tính mà. Mình tính dự kiến. Nó vách lên như này hơi xấu. Nó vách lên và thứ hai là nó bị thô cả đoạn. Đơ. Này. Đúng, đúng không ông chủ? Đây, cưa đây. Đây. Cưa lên đoạn này đúng không? Đúng không? Cưa đâu nhá. Đấy, em cưa cái đoạn đấy đi cho anh. Cẩn thận nhá, nó ăn vào xuống dưới ấy là nó không ấy được đâu. Lái đi, lái đi, lái lại. Không xuống tâm. Bây giờ cắt vào. Cắt phát là nó sẽ được cái điểm chuyển đẹp. Cửa sắc. Cửa sắc lắm. Đấy, đuôi con rồng nó không bị cong vút lên. Đấy, ông chủ thấy ra đẹp chuẩn rồi. Tay đấy là tay chuẩn. Điểm cắt giật mình đây, cắt giật mình đây, cút rất đẹp. Và mình đưa vào thì tay rất đẹp. Đây, cái đấy sẽ tận dụng được cái tay này. Chút để... nữa thì anh sẽ lấy keo anh bôi vào cho chảy nhựa đi. Đó. Ừ, rồi thì cái điểm chuyển rất đẹp luôn. Hợp lý chú ạ. Điểm chuyển bên xong. Khi là muốn thì anh quay xong. Chuyển lên trên. Thực ra cái cây này, hai cái đôi sung này anh thấy ưng mà. Đấy, sung siếc thì mình cũng nhiều lắm rồi. Các bạn à, cái đôi này mình định hình từ đầu thì nhưng nó mình dễ làm hơn làm một cây sung cái khác. Với lại nó gắn bó với mình từ lúc nó còn là hai cái rễ nữa. Đấy, thì nó dễ xử lý hơn. Do vậy là mình cũng cảm thấy thích. Tạo tác nó dần dần, uốn nắn nó dần dần. Trước là xây dựng bên này là mặt tiền. Ừ. Bên này là mặt chính. Chính ra cái mặt này rất đẹp đây em ạ. Đấy, bây
giờ là chuyển mặt chính lại sang bên kia. Thì là bây giờ đang thiếu một cái tay thứ tư xem này. Như anh sợ bóng rồi này. Là sau này khó phát triển đấy, vì là nó liên quan đến cái đến bóng. Bóng. Đây này, đúng ra phải đây nó có một tay ở đây. Vắt sang đây. Đấy, xong rồi mình lên cổ ngọn thì thôi được, bây giờ cứ cắt đi thì sau nó không phải ra thôi. Đúng rồi, bây giờ cắt sẽ ra. Cắt đi là nó sẽ ra hết. Cắt bỏ từ đây đây. Mình chủ xem này. Bởi vì là cả một cái đoạn trên này không giải quyết gì nhiều. Khi tay tư ở đây, tay này đưa lên ngọn phát để hồi về thân vẫn là xong. Đấy, xong rồi một bông đỡ nhẹ bên này để trả lại cái vị trí này. Được. Thì nó sẽ cổ lắc nó sẽ đẹp hơn, làm cái cổ vòng lên. Nó bình thường bên như này, như bình thường nhiều người làm. Lên này, đưa lên là xong. Nhưng mình đưa lên này, mình lắc ra, mình đưa lên nó sẽ hơn, nó sẽ quái về cái cây hơn. Và cổ ngọn nó về đúng vị trí và nó trả lại cái hồi cho cái thân. Tìm được cây sung, từ từ được nha. Đây, ông xuống đây. Bây đây, giờ thì đây. Em định như nào? Để cắt từ đây. Lấy cái cành này gì? Vâng, lấy cành đó lên làm cổ ngọn cơ, chứ lấy. Không phải lấy cái đoạn trên này. Trên này bây giờ một cái đoạn, nói chung là bình thường thì cũng được. Nhưng mà để về bây giờ cái ngọn này nuôi rất nhanh, lấy ngoài này đêm là sẽ là tốt hơn. Để mình sẽ tận dụng được lấy một tay ở ngoài này. Tay này. Đâu bây giờ em chỉ cho anh này. Đây thì lấy cái tay này cái gì? Lấy tay ngoài. Chứ sao không lấy tay bên này? Tay đấy cao. Cao và điểm đỡ để vào thân nó sẽ không hợp lý hơn bằng cái cành. Đây chú ra mặt chính để chú nhìn lại cho anh. Cây nó bị cao. Chú ra mặt chính ra anh, xong cắt nhầm cái thì dở lắm. Đấy. Nếu nhìn mặt chính này đoạn này đang rất thô. Nhìn trong máy quay thì không nhìn thấy độ cong này đâu. Cắt ra để chuyển lắc cho này đi lên. Còn đấy thẳng này lên thì chỉ cả mặt chính là dính cả một đoạn đơn. Quay đi. Rồi rồi, cắt đi. Được rồi. Thì lúc đầu mình tính là mình cắt để dư thừa đấy. Thôi được rồi, cắt đi. Cắt chuẩn vào nhá. Từ bên kia không là nó tuột một cái là mất ngay cái vì kia nó sắc sắc lắm, chỉ cần xẻ một cái là bay sang một cành khác. Xoay bay mất luôn cái ngọn khác. Chơi cây đôi khi tỉ mỉ lắm anh em ạ. Đấy, đây này, nhưng mà không sao, nó rất nhanh thôi. Thế là chú cắt mất cái cành này rồi? Không sao, bởi vì là cặp cổ ngọn mình đang nuôi, cái này luôn nhanh lắm. Đây này đúng ra phải để thằng này. Nó có mầm ngay bây giờ. Đây bây giờ mình hạ bỏ một cành nhá. Đấy. Đây là một cái tay coi như mình giật lại và chốt ra ngoài này. Chơi cây không nóng vội được em. Cứ phải dần dần từ từ. Mỗi hôm ngắm một đây, tí. Anh chủ nhìn qua về cái dáng cây là tương lai là thế nào. Rồi anh ưng rồi. Chưa. Đây rồi. Một bông đỡ nhẹ ra ngoài này. Ừ. Sau anh sẽ cho bông đỡ nhẹ ra đây nữa. Đó, đây. Nó làm gì này. À, điểm này có thể làm điểm vừa chơi chơi thôi. Nhưng quan trọng là cái tay tư nó ở đây này. Thì lúc đầu mình chưa cắt được tay tư, nó chưa ra được mầm. Thiếu một cái tay tư ở vị trí, đúng cái vị trí đẹp này luôn. Nếu như lấy vị trí ở trên này, mất cái điểm cong đẹp thì nó phải ở vị trí này. Đấy, vị trí này. Nó mất cái điểm cong đẹp cua của cây. Rồi điểm vị trí này. Tí nữa dùng ấy đắn sau. Đấy các bạn ạ. Vậy là đã cắt tỉa rồi. Định hình lại cái một con rồng
đầu tiên. Nằm trên cái bờ đá này các bạn nhìn. Chơi cây thì không nóng vội được các bạn, cứ phải dần dần từ từ. Đấy, và tiếp theo bây giờ đến cái con rồng thứ hai. Còn đây là một chút nữa thì mình sẽ vào thép sau. Cái tay này mình vào thép sau. Em ơi, vào việc cây kia đi. Đấy. Đây là ông rồng thứ hai các bạn. Rồi zoom đấy, bây giờ em chủ động em giúp anh đi. Trước mới trồng vào đây thì cứ phải để cho nó lên thật tốt, cho nó bổ sung cái bộ rễ. Cây càng phát triển mạnh, cành thì rễ nó càng đâm ra để nó tìm chất, nó nuôi cây các bạn. Chứ lên một tí lọc các bạn đã cắt đi cho nó đẹp ngay thì không làm được đâu. Từ từ, hết sức bình tĩnh nha. Không để là cắt mất cái cành nào em phải ngắm trước ấy, nhưng cắt sau là không ấy được đâu. Tất cả đều để thừa để mình phong trừ. Cắt mất đi rồi lại đợi mấy tháng sau nữa nó mới mọc ấy. Dọn dẹp sạch sẽ đi. Nhìn nó lộ thân ra. Đôi khi chơi cây không phải là cứ tay bông thật chuẩn mới đẹp đâu. Mà chơi cây đôi lúc người ta chơi mộc cũng đã đẹp, người ta gọi là chơi thô, chơi phôi thôi. Đấy, các bạn nhìn đây là chính là những cái cây phôi đấy chứ. Nó đã có bông có tay gì đâu, nhưng nhìn nó vẫn rất là bắt mắt. Nhìn thực sự là rất bắt mắt. Nó mới chỉ đạt tiêu chuẩn ở những cây phôi thôi. Đấy, nó quẹn rồi. Đây cái vết dập này. Vết dập này, đây xì đây này. Cái vết dập mà cần cẩu nó đánh vào. Đánh vào nó vẫn lên tốt này mà em. Nó có ảnh hưởng gì đâu. Nó bén bên phe này. Thực sự những cây sung khỏe thì nó mít hết. Còn những cây sung yếu thì không bao giờ nó mít được. Đây, nó mít hết tất cả những cái vết. Nhiều ông chơi sung ông ấy dùng dao rồi dùng tất cả mọi thứ ông ấy chặt vào thân ông ấy để cho cây nó già nua hết đi, nhưng mà thực sự đấy là phong cách của những người chơi không hiểu biết. Người ta tạo già cho cây bằng cái cách đâm chém rồi chặt vào cây, cây lên những cái vết là như những cái vết thương, rất là cảm giác nó khổ cho cả cái cây luôn. Chơi cây bây giờ nó phải già theo đúng độ tuổi của nó và thực sự là lục lạc anh em ạ. Chứ không phải cứ đâm chém chặt vào cây để cho nó thành già được đâu. Tất cả những cái xích này anh đã bỏ ra đâu em? Cứ để đây để cho nó khỏe cây đã. Sau khi mà nó khỏe cây xong thì mới cắt hết cả những cái sợi xích sắt này ra. Sau đó thì bới rễ để cho nó lộ đế ra. Lộ bộ móng vuốt ra mới đẹp được em ạ. Đây. Sau cắt hết cả những cái này đi. Bới đất ra. Và nó lộ những cái móng vuốt ra. Cứ vứt lá ra sân cho anh nhá. Đây. Bắt đầu cắt lộ dần thân của một con long thứ hai.
Anh chơi với nhiều các cụ chơi cây lắm chú ạ. Có những cái cây của các cụ trả bao tiền người ta không bán đâu. Mình thậm chí mình bảo mình mấy nhiêu tiền thì mình mua những cái cây mà ở bên ngoài có khi của các nghệ nhân người ta làm còn đẹp hơn, nhưng mà các ông không bán. Phải chìm vì mỗi lý do là cái cây đấy nó gắn bó với người ta cả đời, người ta từ cái lúc người ta còn thanh niên. Cây này là đủ tay rồi. Người ta làm cho nên là người ta không bao giờ người ta bán những cái cây đấy. Mới có thử treo trên này trước. Đấy. Nào bây giờ tay này. Con tay này thì sau này khó mất đấy. Tay này nó sẽ xó lên ở đâu? Bóng rồi. Nhưng mà thôi được rồi, anh sẽ nuôi kích cho nó. Cái này thì bỏ đi chứ để làm gì? Đây, tay xong này. Ừ. Đây, bốn tay lên cổ ngọn này. Ừ. Chuyển vào. Hay là chuyển vào chuyển vào tay này, đây. Bỏ cái tay này đi á. Chuyển ra ngoài. Nhá, chuyển thế nhá. Cái này là nó đang đưa thẳng. Cái này đang đưa thẳng ừ. Lên. Chuyển đi, chuyển đi, chuyển. Nó phải chuyển lắc ra ngoài đưa lên cơ. Ừ. Ra ngoài là đưa lên. Ngắn cây luôn mà. Đúng rồi. Anh xem mày cưa. Đây cưa đây em ơi. Đấy. Bỏ cái này phát thì nó sẽ khoái hơn. Để cắt chành cái cổ. Bỏ bỏ dây. Dây nó thẳng quá. Thân này. Ừ. Bây giờ là muốn đưa nó sang ngang. Bây giờ cho nó sang ngang, sang ngang rồi. Ngang xong mới vật lên cơ. Ừ, vật thì lên này. Đẩy, thứ nhất là đẩy cổ ngọn cách xa thân một chút để cây nó xứng tầm hơn. Thứ hai nữa là cái cổ ngọn này đưa lên thẳng thân nó đi. Nó thẳng với thân nó dễ xấu chú ạ. Xấu. Đây. Đúng rồi, chú cắt đoạn đấy cho anh. Trước khi mình mang về là mình đã để thừa ra mà. Để thừa một đoạn rồi. Để thừa ra chọn. Để sau mà chọn. Đấy, được rồi. Đấy, đưa ra cái. Thẳng ngay rồi. Đấy, cái là tay đấy. Cái tay, tay này lên cái cổ ngọn khá hợp lý. Ừ. Tí nữa mình chỉ vít xuống thôi. Vít xuống. Cẩn thận gãy em nhé. Cái này là uốn. Tí nữa mình sẽ định hình vào dây sau. Nắn rất từ từ. Thôi được rồi, cứ tỉa trước đi. Đây còn mình có tạm thời định hình như vậy. Đây chú không hình dung là trước cả một cái tay của cái máy cẩu nó đè nó xuống này. Đây là bị dập nó dập đây là, hết này. Đây là mình bôi keo thôi. Anh bôi keo vào. Và cành nó thế này rồi. Đúng rồi. Thế thì ok rồi. Đây này cái tay này là bay ra đây này. Thế là quá khỏe, quá khỏe. Ừ, khỏe mà. Nó dập nó lứt hết đây. Như công nhận là sung nó khỏe. Nhanh. Thế là quá khỏe luôn. Ừ. Tưởng là nó bị tự nhiên nó cháy đen hay là hỏng. Anh tưởng hỏng mất cái cổ này. Thế mà thế nào nó vẫn cả một cái cần cẩu nó dập vào đấy. Dập này mà nó dập hết luôn. Đây nó bím hết rồi này. Míp hết rồi, sau nó khắc phùi ra mà. Vâng. Sau nó khắc liền sẹo mà. Chơi sung nó hay ở cái chỗ là lá cũng ăn được. Mà quả thì để chơi cũng đẹp mà ăn cũng rất là ngon các bạn. Thực ra hai cây sung này rất là nhiều quả, nhưng mà vì sao mình chưa để cho nó ra quả? Bởi vì là còn phải nuôi tay bông cành cũng xong hết tất cả đã. Chứ các bạn mà bây giờ cho nó ra quả thì nó tập trung vào nuôi quả hết các bạn. Xem là muốn cổ ngọn ra đằng này cơ. Cổ ngọn ra đâu? Lắc ra đằng này cơ. Rồi. Thực ra cái nào lên cổ ngọn bây giờ cây này nó cũng ok thôi. Chú nhưng, chọn một cho anh một cái mắt khỏe nhất để nó đưa. Không, nó không khỏe đâu. Nhưng mà nó cành ngọn lên nhanh lắm. Ừ. Bây giờ đang dồn lực vì cành này cành dưới nên đang teo tóp thôi.
nhưng khi đưa ra muốn là vì cái mặt tiền là mặt tiền bên đấy rồi, muốn hắt về phía sau một chút này lên cổ ngọn đây, đây 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 đấy. Đấy thì sau sẽ có một bông đỡ ở bên này, bông đỡ sang bên này một tí để nó đỡ được cái lưng mình rồi. Vì những cái cổ ngoại lên đưa lưng được hoặc là cái này đưa lưng được, hoặc tận dụng để nguyên này. Một ngọn đây sẽ đưa lên nhưng mà sẽ bị nhao về trước đấy. Đây nếu cái này thì cái này sẽ là bông đỡ của cái lưng này, còn cái này sẽ lên làm cổ ngọn nhỏ hơn, hoặc cái này đấy, tùy hai cái. Cái này khỏe hơn đấy, cái cành khỏe hơn em ạ. Đấy thế lên là cổ ngọn thì nó sẽ tận thôi. Được rồi, làm đi, vào việc luôn đi. Cắt toàn bỏ cái cành to, giữ lại toàn cành nhỏ. Cưa cho anh bỏ cái ảnh đấy đi nhá. Không lấy tay này làm cành đỡ này luôn được. Không, không, đây cành đỡ dưới. Cành đỡ dưới của ngọn đây. Thôi được rồi, nào. Thì đúng khoảng cách. Cưa luôn đi cho anh. Cho nó khỏe cây. Cưa từng tí một ạ. Anh bỏ tay, anh bỏ tay, anh bỏ tay. Đây nha, bây giờ ấy đổi tay cưa đi. Cứ cưa bên kia đi em ơi. Cưa bên kia không nó lắc nó hỏng mất đấy. Chúc mũi cưa xuống. Em bị vách lên rồi. Đưa đây cho anh. Rồi. Sửa lại đi. Rồi. Tận dụng được. Đây có tay đỡ đây. Tay này có thể để làm tay đỡ nhẹ đây. Tay đỡ nhẹ mình cắt vào đây xong rồi đỡ nhẹ nhẹ bông nhỏ lên đây không. Mình cuốn này để nhìn đây xong. Chào khán giả để mình khi vào dây. Bên này em lốt cái tay đi. Bên này dễ làm tay quá. Thì, quá dễ làm vì nó mình sẵn rồi. Đây chốt một đây rồi. Chốt hai đây rồi. Bông đỡ thân trên đây rồi. Còn đây là tay phóng này. Cắt bỏ cho anh cái bên kia. Anh muốn cho nó cái tay phóng này nó ra tận bên ngoài này. Tay phóng dài là ok. Là xong. Thôi bây giờ vào dây. Bây giờ vào dây thì hẹn là xong. Đấy vậy là sau khoảng thời gian khoảng 7-8 phút các bạn. Mình và người em đã cắt tỉa cũng như là vệ sinh rồi là cắt tất cả những cành thừa cho hai cái con rồng, hai con rồng. Bây giờ là đến cái giai đoạn mà vào dây định hình cho tay bông của nó. Đấy các bạn thấy không? Vừa nãy nó lùm xùm xung xuê như vậy nhưng mà khi mà cắt đi nó lộ thân rồi. Nhìn cây phôi thôi cũng đã thấy thích mắt rồi. Các em ơi, lên đây lên trên này nghỉ ngơi. Ngồi uống nước đã. Bước thứ hai anh em ạ. Cắt tỉa xong hết rồi, cắt giật cắt giết xong hết rồi. Định hình được tay bông rồi, bây giờ là vào dây buộc định hình cho nó.
anh lấy dây ấy đi, dây định hình lại tay bông mẹ, chứ không nó tốt này. Chỗ này không có cái cành nào. Sau đó sẽ ra cành mẹ. Mẹ cứ yên tâm, sau sẽ ra cành, bà không phải lo. Có chứ, sung này nhiều quả mẹ. Trước nó ra đầy quả rồi mà. Thì có cái con không cho nó ra quả mà. Sau anh sẽ có một cái bông đỡ đây. Giật cổ ngọn đưa lên bắt xong. Ừ. Thế là xong. Đây xong. Sau này sẽ có một cái tay nữa nó lên đây các bạn. Cắt giật đoạn này đi. Nhưng mà phải nuôi lớn. Ít nhất nó cũng phải bằng cái cổ này. Tiếp nè. Đến ông đấy. Đến cái đuôi. Đi tránh cái phần mắt ra các bạn nhé. Khi đi dây thì chọn dây vừa phải thôi. To quá cũng không được mà nhỏ quá cũng không uốn được các bạn. Và tránh tất cả những cái phần mắt của tay ra. Thực ra bây giờ người ta có một cái loại thép họ buộc theo thân này em, để họ uốn ấy. Khi mà cái cây này nó cái thân này nó lớn lên này thì cái đấy nó cũng đứt ra. Ờ. Thế nhưng mà thôi mình cứ làm cái này dân dã thôi chứ. Mình có phải thợ cây đâu mà. Chơi cho nó đẹp nhà, không phải thợ cây do vậy này. Mình cứ dùng thép là mình muốn. Cẩn thận gãy nhá. Mềm lắm đấy. Tạo tác không thể vội vàng được. Dần dần tỉ mỉ. Em cho anh vếch cái ngọn lên đi. Thì nó mới lên được. Còn cây mà ngọn cứ chúc xuống đất thì nó không lên được đâu. Đấy, cho cây ngọn nó hất lên đằng trên. Thế. Bắt đầu nó mới lên được. Xong cái đuôi. Cái này có dùng không? Tạm thời để... Em cũng cho anh đi. Cho anh cho vào thép luôn đi. Đấy, tiếp theo ra cho anh. Anh muốn cho nó hạ thấp xuống một tí nữa. Đấy, xong nó bay ra. Quá là nó gãy đi. Thôi mình còn cắt giật nữa. Ở đây giờ lấy cái cung. Cung hồi về trở lại. Nó che với cái đoạn thân một chút thì nó quay nó duyên hơn. Rồi. Bên kia thì còn gì nữa đâu mà uốn nắn gì nữa. Còn gì đâu. Ừ, sang cây kia thôi. Cây này gần như là... Đấy, dừng cây con cái gì cả. Nhưng cái con này là đã định hình vào rồi. Đến cái tay tiếp theo. Tay nhỏ này thì... nhanh, phải tháo dây lắm.
được rồi. Tiếp theo vào tay ông bên này. Đấy. Bắt đầu đến cái đuôi của con rồng. Cái cành trong này khó lên lắm. Cành trong đấy nó thiếu sáng chưa ạ? Mà sung thì nó cực kỳ cần ánh sáng. Thôi được rồi, cứ định hình vào đấy cho anh. Sau đó hết mùa nhãn anh sẽ chặt bớt đi. Nhẹ nhàng nhá, nhẹ nhàng nhá. Chỗ này nó hay bửa ở bên trong này này. Quấn phải giữ tay. Ừ. Giữ tay ở cái chốt vị trí bên trong này thì nó không bị toạc. Nó toạc chứ đến đây. Nếu như mọi người vào khẽ phanh này, cái khe mà sẽ bong ngay. Ừ, lứt luôn cái khe lứt luôn. Đây mình không giữ này là vứt cây ngay. Định hình thì cần vậy. Thằng này ấy luôn đi. Thế đó, nuôi đó. Con này phải cắt, không muốn được. Dây có chưa em? Đây dây dưới này này. Được rồi. Cành đang to, đang sát thân. Đang muốn lấy cành này. Hả? Cành đang sát thân. Ừ. Đang muốn lấy cái thân cái cành ngoài này cơ. Ừ. Bỏ cắt bỏ cành đấy đi. Đây. Bây giờ đến cổ ngọn. Cổ ngọn lùi nhanh lắm. Bao giờ nó cũng ở phía trên mà nó được thân mẹ cho nhiều dinh dưỡng nhất. Đỡ, đỡ lưng. À, cành, cành đỡ lưng. Vắt sang đây. Cành này không bông đỡ nhỏ đây chứ. Ừ. Vì cành chính ở đây nó sẽ bông bông đỡ nhẹ hơn xinh này. Vì cành chính thì cái cành đỡ này. Còn thằng này có cần không? Cành đấy. Cắt đi. Không dùng đến. Cắt đi. Cắt để thừa phân để tính xem là bông đỡ. Cắt triệt để. Đây một đống lá này các bạn nhìn thấy không, có hai cây sung thôi mà khi cắt ra một đống lá luôn. Thu bớt cái cành đấy vào cho anh cảm giác nó hơi dài, có cần thu không? Không, đây em thu cái sẹo.
thì nó đang cây đang khỏe, cành mập thế này thì không, không ngại. Rồi sào sẹo nó mới đẹp. Đây còn này. Rồi đấy. Vào thép luôn cho anh. Nó lằn ra thì nó xấu cái thân này. Sẹo nó ăn vào trong trong sát luôn. Khi mà vào thép mà vào dây từ lúc cái cành nó còn nhỏ như thế này thì sau này tất cả những cái tay nó sẽ rất đẹp các bạn. Nhưng mà cũng phải hết sức để ý đến dây. Bởi vì với những cái cành nhỏ như thế này nó phát triển rất mạnh, chỉ tầm khoảng 2 tháng sau thôi là nó sẽ lằn hết lên. Ngày xưa thì các cụ hay chơi cây thì các cụ hay dùng dây rồi các cụ quấn cho nó lằn hết ra, các cụ bảo đẹp. Nhưng bây giờ thì phong cách chơi nó không lằn như thế là rất xấu các bạn. Do vậy là chúng ta phải hết sức để ý. Khi tay đã phát triển thì chúng ta phải tháo dây theo cái độ phát triển của cây. Đấy, thế là xong được cái tay thứ 1, 2, 3, tay 4. À, bây giờ đến cái cành phóng. Tay phóng của con rồng. Con này chưa cắt bỏ cái đoạn thừa. Cắt luôn đi. Cái khuỷu đấy cắt luôn đi. Đây. Mình đã định hình nó xong rồi. Đây. Cho anh luôn vào đây. Sau nó mới đẹp được. Cắt luôn cái khuỷu thừa đi. À, cái này phải dùng kim đấy nhá. Vừa. Không nó gãy đấy. Cẩn thận gãy nhá. Tay giữ trong thì không sợ. Thôi được rồi, uốn thế thôi. Em ạ, nó gãy mất đấy. Rồi. Đấy, bây giờ bắt đầu đẩy phóng ra. Còn chưa ăn nhầm gì luôn. Cây mà càng cắt giật nhiều thì càng đẹp. Em cắt luôn cái đoạn đấy cho anh. Nó càng rụt rịt càng đẹp. Thừa. Không biết xét vào nhé. Để những cái khuỷu ấy nó xấu lắm. Mà sau nó không biết được sẹo. Đấy. Đúng rồi. Chuẩn rồi. Cứ thế mà tiến này. Mít hết rồi nhỉ? Mít hết, không còn. Đây, phát này mít hết. Đây, mít tối cành này ra. Đây, giật. Duyên chưa? Duyên nhỉ? Đây. Cây ra thế. Cứ trung bình phải hơn 1 năm mới giật được một cái các bạn. Phóng quay lên mà nhá. Bây giờ phóng thừa lên. Các bạn nhìn sao này xong, cắt ở đây là phóng ra toàn. 1 giật, 2 giật, 3 giật, 4 giật. Có nghĩa là 4 năm để tạo được cái khuỷu này. 4 năm là nuôi sinh trưởng bình thường đấy. Còn nếu mà các bạn bị dập, bị nát thì lại phải làm lại từ đầu. Vậy là xong con rồng thứ hai chia sẻ với các bạn. Mình đã định hình xong toàn bộ tất cả những cái tay bông của cây rồi.
Bây giờ tất cả những cái bông tay nó còn nhỏ, khoảng hơn 1 năm nữa thôi, các bạn nhìn lại cái cây này sẽ thấy khác hoàn toàn. Lúc đó nó sẽ rõ rệt tất cả những cái tay bông. À, cây này cũng như vậy. Đây là cái bước gần như cuối cùng để định hình cũng như là hoàn thiện một tác phẩm sung các bạn ạ. Còn, trước đây thì để mà làm được những cây như này nó đã mất rơi vào tầm cỡ khoảng 7-8 năm như mình đã chia sẻ các bạn ấy. Còn ngoài bờ ao thì nó khoảng 20 năm. Đấy, sau đấy một cái tay ra đấy để che thân. Nhưng mà bây giờ nó chưa mọc được. Sau nó sẽ mọc mà, sung nó nhanh lắm. Rồi thu cỏ mọc. Thu cỏ mọc. Phải thu vào nó mới ra được. Vị trí này độ dẻo cây hoàn toàn. Nó sẽ rất là dẻo nhỉ. Đúng một cái tay đấy đẹp lắm. Đúng cái tay vào đây thôi là xong. Mọc bao nhiêu những cái chỗ khác này lại không mọc đúng cái vị trí. Vì cổ ngọn mình chưa thu đâu. Đôi khi chơi cây nó thế đấy các bạn. Chỗ cần mọc thì nó không mọc đâu, nhưng cái chỗ không cần mọc thì nó cứ mọc liên tục. À, sau nào có thời gian mình sẽ bôi keo liền xẹo hết vào đây. Lúc đầu là hai cái rễ đấy. Là nó chỉ đúng đến tầm này thôi. Ừ. Đây, nó chạy thế này. Ừ. Thế sao mà bây giờ mà nó bè lên? Mà nó bè đến tầm này nó rơi vào khoảng trên 10 phân. Khiếp nhỉ. Đây, phải nói là kỳ phần công. Này là cái phần bè mới. Nó chỉ trong ngày thôi. Ừ. Mà nó bè ra thế này. Được, mà nuôi một cái thân 1 gàng, 2 gàng. Gần 60 phân, gần 60 phân. Mà cái thân nuôi to thế này nó rơi vào 5 7 năm nó là chuyện bình thường. Đây đuôi vẫn thiếu một cảm giác, vẫn thiếu cái gì đấy nhỉ. Đúng thật, chú phải nói là chú chuẩn. Thiếu một cái điểm tay ở đây. Đây chính dây cái này là xuống. Cái này thì bắt đầu với làm ngọn. Cắt giật chỗ này đi, bỏ chỗ này đi. Con này nhìn quái nhỉ? Quái, con này thì nó còn quái, còn con kia nó hiền nhưng mà nó được hai. Này, con này móng vuốt nó ra khiếp không? Bây giờ chỉ các cắt sắt rồi đi bới nó ra. Cho dễ ra. Mới về cái mà nó lằn. Ừ, mà móng vuốt nó ra, con rồng nó ra sợ thật. Nằm. Gạch kia cứ lung tung phè. Móng vuốt nó ra sợ thật. Trước con này là dễ này, cắt một phát rồi mà nó bè thế này rồi. Ừ. Trước nó thẳng luôn thế này. Ừ. Đấy mà cắt sạch xuống đây mà nó bè thế này. Khiếp. Con bên này thì hiền quá nhỉ. Hiền nhưng mà nó lại được cái dẻo cây. Ừ. Con này được cả hai mặt thôi. Công nhận là nhìn nó dẻo nhỉ. Dẻo cây. Tất cả những cái lắc của nó, những cái chuyển của nó. Phải nói là cũng lớn đấy chứ không phải bé đâu. Quá to rồi. Nhìn nó khủng này. Con này vanh khoảng bao nhiêu anh nhỉ? Vanh cái đoạn này nó phải rơi vào 80 không? Ừ, nó phải 80. Quá to đây, để gang tay dư ra này. Phải nói để kiếm được một đôi sung như này khó phần, lắm em ạ. Cái phần này thì quá to luôn. Cái phần mà bè, điểm vặn này kia. Lùi hoàn toàn là tự nhiên, không hề một chút công nghiệp nào hết. Không như những nhà vườn rồi các tự nghệ nhân cắt giật. Người ta làm, người ta công nuôi công nghiệp nó lớn nhanh lắm. Nhưng đây là hoàn toàn tự nhiên hết. Này, cái vết cái sẹo này có duyên. Sẹo đâm ra thấy rất đẹp. Con sẹo này có duyên luôn. Anh lại thích cái sẹo này. Nhìn con rồng nó chuyển mình. Ông chủ mà thích thì nuôi một con tử đây. Phi ra này. Con tử nhẹ nhẹ đây à. Để thích thì nuôi, không thích thì thôi. Ôi, được rồi, tính sau. Để cho nó phá cái đường dễ thẳng đấy thôi. Rồi con là con tử chơi chơi thôi. Hai bông một ngọn. Ừ. Con này thì được cái dẻo cây.
ít lỗi. Chính ra mang về trồng không cần cho nên khay cũng vẫn đẹp. Anh trồng lổi đấy chứ. Đây còn được cái đá xếp vào này quá là thường. Trồng lổi bởi vì anh đã tính nếu mà dùng hai cái hang ở đây thì nó lớn quá, nó to tít ra ngoài này mà nó chiếm cái sân này nhiều quá nhiều. Thế do vậy là mình xếp đá thôi. Con này đúng chiếm cái tay tay tư đây. Đâu chú chỉ cho anh cái tay tư này. Anh để quay bên kia anh mới định làm. Đấy đấy, đứng 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 chị ấy. Đúng rồi, đấy cái tay vừa nãy ấy đây. Đấy, lúc đầu mình quay. Đúng rồi, thiếu một cái tay ở đấy. Không thì cái cổ ngọn rất đơ. Ừ. Thêm một con tay tay tư vào đây quá đẹp luôn. Ừ. Ừ, sau anh sẽ cắt bỏ hết đi mà. Cắt bỏ. Sau cắt bỏ đi rồi bới đất ra để cho nó đang bím sẹo rồi này. Sẹo nó mím nó múp hết lên. Đấy nó mím này, mình bỏ ra cho nó mím mà nó bị bó. Đây, cắt qua đây, cho anh cắt xong. Nó cái rễ này đang ăn xuống, nó đang bím. Chưa cắt gì chú ạ, anh mới trồng lổi lên. Trồng lổi tất cả lên trên đá để sau này mình bới gốc ra thì nó rễ nó mới lộ ra. Còn nếu trồng chìm thì lại phải mất một lần nữa. Nói người bình thường sẽ thích cây này hơn cây kia. Bình thường thì cây này nó, cây này nó dễ làm, nó đúng là cái cây gắn các cụ ngày xưa làm. Các cụ ngày xưa cũ. Còn cây kia nó quái. Quái cây. Quá quái nhỉ. Yeah. Nhìn nó gồ lên. Nhìn lên màn ảnh nhìn quá sợ luôn. Mà kể cả cái bộ móng vuốt của nó cũng quái cả. Quả ra thì chim chít. Nhiều quả lắm. Trước anh đã bảo chú vặt đi bớt đi cho anh quả để anh nuôi. Không có học sinh xịt hết. Thôi cứ nuôi tay cành xong. Cái xanh ở trường em khẽ cái được quả sau. Đây các bạn xem. Chỉ một cái khuỷu ấy thôi. Mà để làm ra cái khuỷu này thì đúng thật là không đơn giản một chút nào. Này một cái vết chuyển này. Chuyển ra. Đây. Nó tạo nên một cái cây rất là cân đối. Này. Hai. Lên. Nó rất dẻo. Cái này được hai mặt luôn. Cái này... Thực ra cái mặt bên này đẹp lắm em ạ. Nhưng mà vì sao mình trồng lại bị mất một cái mặt rất là đẹp. Sau này bới đất ở dưới này lên thì cái mặt đấy là mặt da rễ móng của nó, móng vuốt bên này cực đẹp. Nhưng mà vì mình trồng hai cái cây sung này ở trước cửa, hai con rồng nó trầu. Đây các bạn nhìn, hai con rồng nó trầu. Do vậy là không thể nào mà để một con bên này lại nột ngựa ngửa sang bên kia được. Do vậy là mình nấp mất cái mặt đẹp của nó đi. Nhưng mà thực sự xong là vẫn rất là bắt mắt. Chia sẻ với các bạn cái bước định hình cũng như là cắt lại tay cành cho cái hai cây cây sung, hai con cây sung giáng long mình mang về gia đình trồng khoảng hơn 2 tháng rồi. Đấy, trước đây cũng đã chia sẻ các bạn rất là nhiều. Thế nhưng mà để làm một cái tác phẩm hoàn thiện thì đòi hỏi một quá trình lâu dài lắm các bạn ạ. Không các bạn lại bảo quay mãi mà mỗi hai cây sung. Thực ra mình cây cối thì cũng rất là nhiều nhưng mà muốn để cho các bạn theo dõi dần dần cái bước phát triển cũng như hình thành để của hai cây sung này. Do vậy là thỉnh thoảng lại chia sẻ các bạn mỗi cái bước đi của tiến tới hoàn thiện. Chia sẻ các bạn để chúng ta cùng có niềm vui cho cuộc sống. Chúc các bạn một mùa xuân mới an lạc, bình an và tràn đầy hạnh phúc. Thân ái, chào các bạn.